chấn động, tiên tri cực chuẩn, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, đúng 7 ngày tới, đắc lộc ơn trên, gặp may liên tiếp, tiền bạc ào về, gánh tiền nặng vai. Quý cô bác anh chị Nhâm Tý thân mến, bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới trong tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mai. Có lẽ sẽ là khoảng thời gian đầy thử thách và có thể làm thay đổi cuộc đời của bản mệnh Nhâm Tý. Sẽ có một số cô bác, anh chị nghĩ rằng 7 ngày ngắn ngủi thì khó mà có kỳ tích cải vận đổi đời xảy ra được. Đúng vậy, không ai bỗng dưng giàu nhanh mà lại có thể duy trì được sự giàu có đó đến cuối đời được, bởi vì cái gì càng dễ nhanh đạt được sẽ càng nhanh mất đi. Tuy nhiên, nếu cô bác anh chị Nhâm Tý biết nắm mắt và tận dụng, thì khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới này có thể là bước đệm để bản mệnh Nhâm Tý đạt được những thành tựu lớn trong tương lai. Khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới, vận trình của bản mệnh Nhâm Tý có cả hung lẫn cát, nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào cô bác anh chị tận dụng những lời dự ngôn. Luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào? Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao. Nhưng biết đâu, nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh Nhâm Tý cũng có thể biết trước thiên cơ để xoay chuyển càn khôn, dù thế nào đi chăng nữa. Minh Đường Tử Vi vẫn nguyện cầu cho cô bác anh chị luôn giữ cho mình một tinh thần minh mẫn, một cơ thể khỏe mạnh để đương đầu với những thử thách trên dòng đời đầy khắc nghiệt ngoài kia. Sau đây sẽ là dự ngôn, luận giải tổng quan Minh Đường Tử Vi của bản mệnh Nhâm Tý trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai. Luận tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của 12 con giáp thấy rằng, bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới, dường như sẽ đem đến nhiều thách thức về mặt tài chính và của cải cho người tuổi Nhâm Tý, đại hao hung tinh ám hại có thể gây ra những rắc rối không mong muốn. Tuy nhiên, trời cao có mắt và con giáp này hoàn toàn có thể yên tâm rằng mình có thể vượt qua mọi vận hạn nhờ sự hỗ trợ của các tinh giải thần. Trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới, được xem là thời điểm lý tưởng để nâng cao quyền lực và địa vị của bản thân Nhâm Tý. Đến lúc này, Nhâm Tý có thể thể hiện năng lực của mình để làm im lặng những kẻ đạt điều, nói xấu về mình trong sự xấu hổ. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, không khuyến khích bản mệnh mạnh miệng tranh cãi, xô xát với bất cứ ai. Hành động này có thể khiến bản thân tổn thương và mất đi vận may rất nhanh. Thay vào đó, hãy sống lương thiện, nhân ái, trời xanh có mắt và sẽ an bài cho Nhâm Tý những hướng đi tốt nhất. Ngoài ra, sự mất mát của cải trong khoảng thời gian này cũng có thể là do gánh hạn thay Nhâm Tý. Đừng tiếc nuối về những thứ đã mất, mà hãy tập trung vào việc vượt qua khó khăn và tìm kiếm cơ hội mới. Về sức khỏe, tử vi cho thấy rằng, người tuổi Nhâm Tý cần chú ý đến việc duy trì lối sống lành mạnh và cân đối. Điều này bao gồm chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần. Hãy dành thời gian cho việc rèn luyện cơ thể và tìm kiếm cách để giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Trong tình yêu và mối quan hệ, tử vi cho thấy rằng, người tuổi Nhâm Tý có thể gặp phải những xích mích nhỏ trong quan hệ tình cảm. Điều quan trọng là biết cách tránh né và giữ gìn lòng tự trọng của bản thân cũng như đối phương. Hãy tìm cách giải quyết mọi mâu thuẫn một cách thông minh và nhẹ nhàng. Trên tất cả, tử vi 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai của tuổi Nhâm Tý cho thấy rằng, mặc dù có nhiều khó khăn và rủi ro, nhưng với sự kiên nhẫn, thông minh và lòng tin vào bản thân, Nhâm Tý hoàn toàn có thể vượt qua mọi thách thức. Hãy tin tưởng vào sức mạnh bên trong mình và tìm kiếm cơ hội từ những khó khăn. Chúc Nhâm Tý có một khoảng thời gian may mắn và thành công. Cô bác anh chị Nhâm Tý thân mến, trong hối hả cuộc sống, giữa những thách thức và lo toan hàng ngày, có những người đặc biệt mang lại niềm vui cho cuộc sống chúng ta. Hãy biết ơn những trái tim nhân ái mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời. Niềm vui không chỉ xuất phát từ những sự kiện lớn lao hay những thành công vang dội. Đôi khi chỉ cần một nụ cười nhẹ nhàng, một lời chia sẻ ấm áp hoặc thậm chí là một hành động nhỏ từ ai đó đã đủ để làm cho ngày của Nhâm Tý trở nên ý nghĩa hơn. Những người mang lại niềm vui cho cuộc sống không nhất thiết phải là những người quen biết, có những người thậm chí là những người xa lạ. Đã từng bước vào cuộc sống của Nhâm Tý với tấm lòng ấm áp và sự tận tâm, họ có thể là người hàng xóm thân thiện, đồng nghiệp hỗ trợ hay đơn giản chỉ là những người đi ngang qua cuộc đời Nhâm Tý và để lại những dấu ấn tích cực. Hãy biết ơn những người này, bởi họ không chỉ là những người giúp Nhâm Tý vượt qua những thời kỳ khó khăn, mà còn là nguồn động lực giúp Nhâm Tý giữ vững tinh thần trong những khoảnh khắc khó khăn. Họ là những nhân tố bí mật mang lại hạnh phúc và sự an lạc cho cuộc sống, những người không đòi hỏi gì hơn ngoài hạnh phúc của chúng ta. Nhâm Tý hãy biết ơn và giữ trái tim mình luôn mở rộng để chào đón những người tốt bụng, để cuộc sống trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn nhờ vào những niềm vui mà họ mang lại. Minh Đường Tử Vi hiểu rằng cuộc sống của Nhâm Tý đang rất mỏi mệt nhưng vẫn phải gồng mình lên mưu sinh kiếm sống qua ngày. Dù thế nào đi chăng nữa, Nhâm Tý hãy cứ lạc quan lên một chút,
cười nhiều hơn một nụ cười Nhâm Tý nhé. Minh Đường Tử Vi không thể can thiệp vào quá khứ của Nhâm Tý, nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video dự ngôn cực sốc Nhâm Tý 1972 đúng 7 ngày tới gặp nguy hóa an, đổi vận phát tài. Tiếp theo sẽ là phần dự ngôn, luận giải chi tiết các phương diện trong cuộc sống của bản mệnh Nhâm Tý. Vậy bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới trong tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, tình hình tài chính, sức khỏe và diễn biến công việc, tình duyên, gia đạo của quý bản mệnh Nhâm Tý sẽ có những chuyển biến tích cực gì, những khó khăn và thách thức nào đang chờ đợi cô bác anh chị trong khoảng thời gian này. Đầu tiên, xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe dự ngôn, luận giải Minh Đường Tử Vi về phương diện công danh, sự nghiệp của quý bản mệnh Nhâm Tý trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới. Bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, hứa hẹn sẽ đem đến nhiều thách thức và cơ hội trong sự nghiệp của bản mệnh Nhâm Tý. Đây là thời điểm quan trọng để họ phải tỉnh táo, lạc quan và dũng cảm đối mặt với những khó khăn, từ đó nổi bật và đạt được thành công lớn hơn. Khoảng thời gian 7 ngày âm lịch sắp tới được dự báo sẽ mang đến nhiều thử thách trong công việc cho người tuổi Nhâm Tý. Để vượt qua những khó khăn này, họ cần duy trì thái độ làm việc khiêm tốn, thực dụng và không ngừng nâng cao năng lực cũng như kỹ năng chuyên môn. Chỉ thông qua sự dũng cảm và kiên nhẫn, họ mới có thể tiến xa trong môi trường cạnh tranh cao. Tuy nhiên, không tránh khỏi những sai sót bất ngờ trong công việc, điều này có thể khiến nhiều người hoảng loạn và bối rối. Để vượt qua những khó khăn này, người tuổi Nhâm Tý cần tự động viên bản thân và không được bi quan. Chỉ khi giữ vững tinh thần lạc quan, bản mệnh mới có thể thoát khỏi ải thử thách trong khoảng thời gian này. Trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024, bản mệnh tuổi Nhâm Tý không nên đầu tư làm ăn lớn, đi đường xa quá nhiều hay lui đến những nơi có âm khí nặng, vì có thể ảnh hưởng tới vận khí của bản thân. Thay vào đó, họ cần tập trung vào công việc hiện tại và không để bản thân bị phân tâm bởi những yếu tố bên ngoài. Trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024, người tuổi Nhâm Tý cũng cần chú ý đến việc quản lý tài chính cá nhân. Họ nên đặt ra kế hoạch tiết kiệm và đầu tư hợp lý để đảm bảo tài chính ổn định trong tương lai. Đồng thời, việc xây dựng mối quan hệ xã hội và mở rộng mạng lưới kết nối cũng rất quan trọng để hỗ trợ sự phát triển sự nghiệp. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, người tuổi Nhâm Tý cũng nên dành thời gian để rèn luyện sức khỏe với các hoạt động thể chất và tinh thần. Việc duy trì một lối sống lành mạnh sẽ giúp họ giải tỏa căng thẳng và tăng cường sức mạnh để đối mặt với những thách thức trong sự nghiệp. Trên hết, khoảng thời gian 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 sẽ là một cơ hội để người tuổi Nhâm Tý chứng minh khả năng và tiến xa hơn trong sự nghiệp. Bằng sự kiên nhẫn, dũng cảm và lòng quyết tâm, họ có thể vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công lớn. Hãy tin tưởng vào khả năng của chính mình và không ngừng phấn đấu, chắc chắn Nhâm Tý sẽ thu hoạch được những thành tựu xứng đáng. Bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới trong tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, tình hình sức khỏe của quý bản mệnh Nhâm Tý có những chuyển biến như thế nào? Xin mời cô bác anh chị Nhâm Tý cùng tiếp tục lắng nghe dự ngôn, luận giải chi tiết về phương diện sức khỏe. Bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, được xem là thời điểm quan trọng đối với sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý. Theo luận giải mới nhất tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024, mặt sức khỏe được đánh giá là yếu tố quan trọng cần được chú ý và quan tâm. Để duy trì một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn, người tuổi Nhâm Tý cần tuân thủ những nguyên tắc và lời khuyên sau đây. 1. Duy trì lịch trình tập thể dục, thể thao đều đặn. Việc vận động thường xuyên không chỉ giúp cơ thể duy trì sức khỏe mạnh mẽ mà còn giúp giảm căng thẳng, lo lắng và stress. Người tuổi Nhâm Tý nên dành ít nhất 30 phút mỗi ngày cho việc tập thể dục, từ việc đi bộ đến yoga hoặc các bài tập aerobic nhẹ nhàng. Điều này sẽ giúp họ duy trì sức khỏe tốt và tinh thần sảng khoái. 2. Tham gia nhiều hoạt động ngoài trời. Sự tiếp xúc với thiên nhiên và không khí trong lành có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần. Người tuổi Nhâm Tý nên dành thời gian để tham gia các hoạt động ngoài trời như đi dạo, picnic, câu cá hoặc tham gia các hoạt động xã hội để giữ cho tâm hồn luôn trong trạng thái cân bằng. 3. Chăm sóc cơ thể thông qua chế độ ăn uống.
Một chế độ ăn uống cân đối và đủ chất dinh dưỡng là yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe tốt. Người tuổi Nhâm Tý nên tập trung vào việc ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ ăn nhanh và thức ăn có nhiều dầu mỡ. Thay vào đó, họ nên ưu tiên các loại thực phẩm giàu chất xơ, protein, rau củ và hoa quả để cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể. 4. Chú ý đến sức khỏe tinh thần. Không chỉ quan tâm đến sức khỏe vật lý, người tuổi Nhâm Tý cũng cần chú ý đến sức khỏe tinh thần của mình, duy trì một thái độ tích cực, tránh căng thẳng và lo lắng quá mức để tránh gây hại cho sức khỏe tinh thần và gây ra những vấn đề liên quan đến thần kinh. 5. Đầu tư cho sức khỏe. Sức khỏe là vốn quý giá nhất mà mỗi người chúng ta đều có. Người tuổi Nhâm Tý nên coi việc chăm sóc sức khỏe như một khoản đầu tư quan trọng. Họ không nên tiếc tiền cho việc điều trị bệnh tật, kiểm tra sức khỏe định kỳ và tìm kiếm các phương pháp giữ gìn sức khỏe hiệu quả. Nhìn chung, để duy trì sức khỏe tốt trong khoảng thời gian này, bản mệnh Nhâm Tý cần chú ý đến cả sức khỏe vật lý lẫn tinh thần. Chỉ khi cân bằng được duy trì và sự chăm sóc kỹ lưỡng được đặt ra, họ mới có thể vượt qua mọi thử thách của cuộc sống một cách mạnh mẽ và tự tin. Đừng để bản mệnh của mình bị ảnh hưởng bởi những vấn đề về sức khỏe. Hãy chăm sóc bản thân mình từ bên trong để có cuộc sống viên mãn và hạnh phúc hơn. Tiếp theo sẽ là dự ngôn, luận giải chi tiết của Minh Đường Tử Vi về phương diện tài lộc của quý bản mệnh Nhâm Tý trong khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới. Luận tử vi 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, tuổi Nhâm Tý sẽ phải đối mặt với nhiều biến động về tài lộc. Điều đầu tiên mà Nhâm Tý cần nhận thức là việc giữ được đồng tiền ổn định bên cạnh mình đã là một phước lớn. Trong khoảng thời gian này, Nhâm Tý không nên mong tích lũy nhiều tiền, mà thay vào đó, hãy tập trung vào việc bảo vệ tài sản và quản lý tài chính một cách thông minh. Có thể nói rằng, khoảng thời gian 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai sẽ đem đến nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến tiền bạc cho tuổi Nhâm Tý. Có thể có những sự kiện bất ngờ xảy ra trong gia đình khiến Nhâm Tý phải chi tiêu hoặc rút tiền từ nguồn tiết kiệm để giải quyết. Điều này đặt ra một thách thức lớn về việc quản lý tài chính và đòi hỏi sự khôn ngoan trong việc đưa ra quyết định. Nếu Nhâm Tý mới mua xe, hãy đảm bảo rằng Nhâm Tý bảo quản cẩn thận để tránh mất trộm. Đối với những Nhâm Tý sắp mua nhà hoặc đất đai, hãy nhờ người thân tư vấn ý kiến để tránh rơi vào những bẫy của kẻ xấu. Việc này sẽ giúp Nhâm Tý bảo vệ tài sản và tiền bạc của mình một cách hiệu quả. Nhớ rằng, tiền bạc không phải là rác và mọi quyết định liên quan đến tài chính đều cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Hãy đầu tư thời gian và công sức để nghiên cứu và đưa ra những quyết định thông minh về tài chính của mình. Điều này sẽ giúp Nhâm Tý duy trì được sự ổn định và an ninh tài chính trong khoảng thời gian 7 ngày âm lịch sắp tới. Trên hết hãy nhớ rằng, tài lộc không chỉ đơn thuần là việc tích lũy tiền bạc mà còn là việc biết cách bảo vệ và quản lý tài sản một cách thông minh. Chúc Nhâm Tý may mắn và thành công trong việc điều hành tài chính của mình trong tháng 6 âm lịch này. Một phương diện đặc biệt quan trọng và cũng là phương diện cuối cùng mà chúng ta không thể bỏ qua, đó là phương diện tình duyên, gia đạo. Vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi đúng 7 ngày âm lịch sắp tới bắt đầu từ ngày mai, diễn biến tình cảm và gia đạo của bản mệnh Nhâm Tý sẽ như thế nào? Xin mời cô bác, anh chị tiếp tục theo dõi video. Bước vào khoảng thời gian đúng 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, đối với những người tuổi Nhâm Tý, tình duyên gia đạo có thể là một chủ đề đáng quan tâm, đặc biệt là với những Nhâm Tý còn độc thân, khoảng thời gian này có thể là thời điểm lý tưởng để họ dũng cảm theo đuổi tình yêu. Đầu tiên, những bản mệnh tuổi Nhâm Tý còn độc thân nên mở lòng và dũng cảm bày tỏ tình cảm. Khoảng thời gian 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch mang đến cơ hội để họ tích cực tham gia các hoạt động xã hội và kết bạn mới với người khác giới. Việc mở rộng mối quan hệ xã hội sẽ giúp họ có cơ hội gặp gỡ và kết nối với những người có tính cách, sở thích tương đồng. Đối với những Nhâm Tý đã có bạn đời, khoảng thời gian này cũng là dịp để họ tập trung vào việc giao tiếp và nâng cao sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau. Việc tạo ra bầu không khí lãng mạn và tình yêu trở nên ngọt ngào và bền lâu hơn là điều quan trọng. Họ có thể cùng nhau tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch hoặc thậm chí là tham gia các khóa học chung để tạo ra những trải nghiệm mới mẻ và tăng cường mối quan hệ. Tuy nhiên, không phải lúc nào mối quan hệ cũng suôn sẻ. Đối với những Nhâm Tý nữ đã lập gia đình, việc chăm sóc bản thân là điều quan trọng. Dù phát hiện nửa kia không chung thủy như kỳ vọng, việc làm ầm lên chỉ khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn. Thay vào đó, họ nên chăm sóc bản thân, chăm lo cho con cái và tập trung vào việc hạnh phúc của mình. Việc chăm hành thiện và yêu thương bản thân mình sẽ giúp họ có được sự tự tin và bản lĩnh. Đồng thời, việc này cũng khiến cho người kia nể phục và không dám làm gì quá đáng với Nhâm Tý.
Tình yêu và sự hiểu biết trong mối quan hệ không chỉ đến từ việc đòi hỏi, mà còn từ việc chấp nhận và yêu thương bản thân. Nhìn chung, trong khoảng thời gian 7 ngày âm lịch sắp tới của tháng 6 âm lịch năm 2024 bắt đầu từ ngày mai, tuổi Nhâm Tý có thể tận dụng cơ hội để cải thiện mối quan hệ tình cảm của mình. Dù là độc thân hay đã có bạn đời, việc mở lòng, dũng cảm bày tỏ tình cảm và chăm sóc bản thân là những điều quan trọng. Chỉ khi họ tự yêu thương bản thân và tin tưởng vào giá trị của mình, họ mới có thể tạo ra một môi trường thuận lợi cho tình yêu phát triển và bền vững. Quý cô bác, anh chị đang theo dõi video dự ngôn cực sốc Nhâm Tý 1972 đúng 7 ngày tới gặp nguy hóa an, đổi vận phát tài. Cô bác anh chị đừng quên để lại suy nghĩ của mình bên dưới để minh đường tử vi ngày một hoàn thiện tốt hơn cô bác anh chị nhé. Vừa rồi là phần dự ngôn, luận giải chi tiết về tử vi đúng 7 ngày âm lịch sắp tới trong tháng 6 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Nhâm Tý. Tiếp theo sẽ là một phần rất đặc biệt giúp cô bác anh chị Nhâm Tý có cái nhìn xa hơn về vận trình của mình trong tháng 6 âm lịch. Từ đó, Nhâm Tý có thể lên cho mình những kế hoạch, mục tiêu để nắm bắt những cơ hội và sớm ngày đạt được cuộc sống như mơ ước. Vậy, tháng 6 âm lịch, bản mệnh Nhâm Tý sẽ trải qua những khó khăn và thách thức cũng như gặt hái được những cơ hội nào? Ngay sau đây sẽ là phần dự ngôn, luận giải tổng quan minh đường tử vi của bản mệnh Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng 6 âm lịch năm 2024. Theo luận giải mới nhất, tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 cho người tuổi Nhâm Tý, tháng 6 âm lịch này hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội và thách thức đối với người tuổi Nhâm Tý. Cục diện tháng mới của bản mệnh Nhâm Tý có thăng trầm, tăng tiến nhưng cũng không thiếu khó khăn và vất vả, từ công danh, tài lộc đến tình cảm. Mọi chuyện đều đòi hỏi sự trăn trở và nỗ lực, tuy nhiên, kết quả cuối cùng sẽ xứng đáng với những cố gắng của Nhâm Tý. Tương hại Thái Tuế xuất hiện và ảnh hưởng không nhỏ tới vận trình sự nghiệp của bản mệnh Nhâm Tý, công việc có thể chịu áp lực từ cấp trên hoặc đối tác, đòi hỏi Nhâm Tý phải tăng ca và mang việc về nhà để giải quyết, tuy nhiên, hãy cẩn trọng để không ôm đồm quá nhiều việc mà không thể làm xuể. Về phương diện sức khỏe, người tuổi Nhâm Tý gần như không gặp vấn đề gì đáng lo ngại trong tháng 6 âm lịch năm 2024 này. Sức khỏe của Nhâm Tý được đảm bảo, tuy nhiên vẫn cần chú ý giữ an toàn cho bản thân do hung vận rình rập. Trái ngược với những khó khăn về công việc, người tuổi Nhâm Tý lại đón nhận tin vui về đường tài lộc. Các sao tử vi tốt giúp Nhâm Tý thông minh và sáng suốt trong việc tháo gỡ khó khăn, từ đó thu về nguồn lợi nhuận bất ngờ. Tuy nhiên, đường tình duyên lại không được như ý trong tháng 6 này, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi liên quan đến chuyện tiền bạc. Đối với người độc thân, dù có những cuộc gặp gỡ, hẹn hò mới, Nhâm Tý cũng cần cẩn thận tránh bị lừa gạt và tỉnh táo trong những mối quan hệ mới. Vừa rồi, tổng quan về tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 cho bản mệnh Nhâm Tý, hy vọng rằng Nhâm Tý sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về những điều mà tháng tới mang đến, và từ đó chuẩn bị tinh thần để đối mặt và vượt qua mọi thách thức. Chúc bản mệnh Nhâm Tý luôn may mắn và thành công trong cuộc sống. Vậy tháng 6 âm lịch năm 2024, sức khỏe của bản mệnh Nhâm Tý sẽ có chuyển biến tích cực hay tiêu cực? Xin mời cô bác anh chị Nhâm Tý cùng tiếp tục lắng nghe những luận giải chi tiết về phương diện sức khỏe. Theo luận giải mới nhất tử vi tháng 6 âm lịch, sức khỏe của bản mệnh Nhâm Tý được đánh giá là khá ổn định và không có vấn đề đáng lo ngại. Bản mệnh Nhâm Tý được xem là người được các tinh che chở, gặp nguy hóa an, gặp dữ hóa lành. Sức khỏe được đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn cần phải chú ý đến một số điểm để duy trì sức khỏe tốt và đề phòng các nguy cơ tiềm ẩn. Đối với bản mệnh Nhâm Tý có bệnh tật, cơ thể cũng sẽ nhanh chóng phục hồi trong tháng này. Điều quan trọng là phải duy trì một lối sống lành mạnh, bao gồm việc chăm chỉ tập thể dục thể thao và ăn uống điều độ. Việc duy trì lối sống lành mạnh sẽ giúp cơ thể Nhâm Tý cảm thấy khỏe mạnh hơn và tinh thần sảng khoái hơn. Tuy nhiên, trong tháng 6 âm lịch, người tuổi Nhâm Tý vẫn cần phải đề phòng hung vận. Đặc biệt cần chú ý khi tham gia giao thông để tránh mắc phải họa huyết quang và xảy ra va quẹt trên đường. Việc này đòi hỏi sự cẩn trọng và thận trọng từ phía người tuổi Nhâm Tý để tránh những tai nạn không đáng có. Ngoài ra, việc duy trì tinh thần thoải mái và tránh căng thẳng cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của Nhâm Tý trong tháng này. Việc tập trung vào các hoạt động giúp giảm stress như yoga, thiền hoặc các hoạt động nghệ thuật có thể giúp người tuổi Nhâm Tý duy trì sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn. Trong tất cả các trường hợp, việc theo dõi và duy trì lịch trình kiểm tra sức khỏe định kỳ với bác sĩ là rất quan trọng. Điều này giúp phát hiện sớm bất kỳ vấn đề sức khỏe nào có thể xảy ra và có biện pháp can thiệp kịp thời. Như vậy, trong tháng 6 âm lịch, sức khỏe của bản mệnh Nhâm Tý nhìn chung được đánh giá là ổn định, tuy nhiên, vẫn cần phải chú ý đến việc duy trì lối sống lành mạnh,
đề phòng các nguy cơ tiềm ẩn và duy trì tinh thần thoải mái. Việc này sẽ giúp bản mệnh Nhâm Tý duy trì sức khỏe tốt và tận hưởng cuộc sống an lành trong tháng này. Cuối cùng sẽ là phần dự ngôn, luận giải Minh Đường Tử Vi về phương diện tài lộc của quý bản mệnh Nhâm Tý trong tháng 6 âm lịch năm 2024. Tháng 6 âm lịch, tuổi Nhâm Tý được đánh giá là có nhiều cơ hội trong phương diện tài lộc. Minh Đường Tử Vi cho biết rằng, với sự chiếu mệnh của thực thần, tuổi Nhâm Tý có thể kiếm thêm thu nhập và tạo ra cơ hội kinh doanh tích cực, mặc dù vẫn còn khó khăn về tiền bạc, nhưng không đến mức phải vay mượn, nợ nần khắp nơi. Điều này đem lại tín hiệu tích cực, đặc biệt trong bối cảnh sự nghiệp đang đối diện với nhiều thách thức. Nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh ủng hộ cũng là một yếu tố tích cực, đặc biệt đối với những người kinh doanh. Tháng này, tình hình buôn bán sẽ tấp nập hơn, đơn hàng tới tấp và hứa hẹn doanh thu bất ngờ. Điều này tạo ra cơ hội cho những người làm kinh doanh để tiến hành các kế hoạch mở rộng đầu tư và phát triển. Tuy nhiên, cần cẩn trọng và không nên hành động quá vội vã để tránh rủi ro không cần thiết. Ngoài ra, các sao tử vi tốt cũng sẽ giúp những người tuổi Nhâm Tý có đủ thông minh và sáng suốt để tháo gỡ những khó khăn đúng lúc, đúng chỗ, từ đó thu về nguồn lợi nhuận bất ngờ. Thu nhập đến từ nhiều nguồn khác nhau và việc chăm chỉ và kiên trì sẽ giúp Nhâm Tý tích cóp được một khoản kha khá trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, không nên chủ quan vì vẫn còn tương hại rình rập và vận may có thể tan biến trong chốc lát nếu thiếu kế hoạch tài chính cụ thể và khôn ngoan. Bên cạnh đó, cũng cần đề phòng tiểu nhân rình rập, tìm cách chiếm đoạt lợi ích của Nhâm Tý. Do đó, việc lập kế hoạch và quản lý tài chính thông minh là điều cực kỳ quan trọng trong thời gian này. Với những điều này, bản mệnh Nhâm Tý có thể nhìn nhận tháng 6 âm lịch như một thời kỳ đầy tiềm năng và cơ hội. Tuy vẫn cần phải đối mặt với những khó khăn và rủi ro, nhưng thông qua sự thông minh, sáng suốt và kế hoạch cụ thể, Nhâm Tý có thể vượt qua mọi thách thức và tạo ra sự thành công trong phương diện tài chính. Hãy tiếp tục nỗ lực và không ngừng học hỏi để phát triển bản thân và tận dụng mọi cơ hội mà vận may mang lại. Chắc chắn rằng, với sự kiên trì và quyết tâm, bản mệnh Nhâm Tý sẽ có một tháng 6 âm lịch thành công và may mắn. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung dự ngôn cực sốc Nhâm Tý 1972, đúng 7 ngày tới gặp nguy hóa an, đổi vận phát tài, từ đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi. Trong quá trình truyền đạt thông tin, Minh Đường Tử Vi không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu Minh Đường Tử Vi có chỗ nào không phải, mong cô bác, anh chị thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý. Minh Đường Tử Vi sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng. Quý cô bác, anh chị Nhâm Tý thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người, cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng. Biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên, những thông tin trong video Minh Đường Tử Vi mong muốn truyền tải đến quý cô bác, anh chị Nhâm Tý chỉ mang tính chất tham khảo, giúp quý cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an theo góc nhìn của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi kính chúc cô bác, anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo trên kênh Minh Đường Tử Vi.